ជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅហាងភីសាមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាភីសាហាត់ចាបើជាធម្មតាខ្ញុំតែងតែធ្វើនំភីសាហ្នឹងនៅផ្ទះឲ្យកូនៗរបស់ខ្ញុំញ៉ាំដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក៏យើងអត់ធ្វើទេគឺយើងនឹងទៅកម្មង់អូដឺគេយកមកញ៉ាំតែម្ដងពួកអីពេលខ្លះយើងចំអិនម្ហូបរងថ្ងៃពេលទៅក៏វារៀងហត់អស់កម្លាំងដែរអញ្ចឹងថ
ទស្សនាតែម្ដងថាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឈុតភីហ្សាដែលពួកយើងបានកម្មង់នៅក្នុងថ្ងៃនេះភីហ្សានេះគឺថាមានពីរគឺគេឲ្យ hay nick cái chicken sạch mòn cái chi sạch mòn slap mòn bông bông chà hay năng syrup barbecue sauce bì lơ đai tặng áo miên mắn chicken miên 2, 4, 6, 8 pieces chà chicken sẹp slap mòn cứ miên bằng bảy đống chà hay sẹp pizza lại miên pí chà miên pí hay năng one garlic bread nị cái hai nồng pang tẩm cha bông bông nồng pang tẩm cha nị bông bông từng ăn kia thay nị cái tháp ban cầm mỏng pizza cha pizza hay nằng chicken wing nị cái chi chốt thông bạc kê nị mà đã clean bị nhầm à hay cha lời nằng cứ chốt thông bạc kê cứ miên pizza pí cha hay nằng garlic bread muối hay nằng chicken wing cứ miên bằng bảy đồng cha this one là 8 pieces of chicken wings with barbecue sauce and this is garlic bread and one pizza. This pizza we order from Pizza Hut. Tastes very delicious. Yeah, so my pizza này cứ tham miên đôi chiếc chai mình tên bông bông nhầm phụ mà nhanh đi. Miên pi bấy sài cái này nhé tên vô mà nhầm ở hãy. Chà, đôi chiếc cái chai mình tên this one miên cheese cho mùi nâng barbecue sauce on top. Miền chi hay nồng barbecue sauce rồi bị lửa chà này rồi chất chanh mình tên hai xuyên khang này vẫn cứ miền đôi chi mushroom đôi cả sắt á chà sắt hay nồng sạch mòn hay nồng barbecue sauce on top đấy bị dương rồi barbecue sauce bị lửa đấy chà xuyên chicken wing này cứ thay chanh rồi chất chanh đây là việc orange chicken chẳng á chà miền rồi chất chanh vậy tới miền chiên này barbecue sauce này á thôi miền chất chanh hai là có lại bread này toàn ăn thuế là dân cách thuộc tích tới làm bởi đang đưa chiếc cha về try this garlic bread how does it taste just taste a little yes garlic bread it's good but I like pizza better but it's okay it tastes delicious and this is a rất chân ngang bằng phần cha chân ngang bằng sẽ nhắm đến cho chất pizza này cứ thay chân ngang tên sạch pizza cứ thật ngang tôm lỏ mình tên bông bông nè yeah it's super soft and fluffy and so delicious I like the barbecue sauce flavor on top yeah cái tắc barbecue sauce bị lớn nó miên chiết ngang mình tên bông bông cha hai khăn này cứ chia công cho bà nhóm so good cho ha chicken wing á nhập sạch món này nha mỗi bay của chan đây ngon nha you like it ចាសអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់បើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share និង Subscribe នៅលើ YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាជួយ Follow នៅលើ Facebook Page របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតខណៈពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា